À, đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn bộ cần câu lu máy đứng. Độ cứng UL, cần này độ cứng UL các bạn nhé. Máy đứng chiều dài 1m8. Chọn bộ full đồ luôn. Đấy, bạn về buộc và câu luôn thôi. Gồm mồi này, hai con mồi, kìm gỡ này, kìm đa năng, gọi là kìm đa năng đi. Và cước, số 3. Đấy, khóa và máy Zolo 1000 các bạn. Đấy, máy kim loại luôn. Đấy, bạn nhé. Hải đang review qua, tí nữa Hải đang sẽ thông số từng chi tiết từng sản phẩm một cho các bạn. Đây, cần lu rất đẹp các bạn. Dòng lu này rất bắt mắt. Lu mẫu Hải đang mới về, kết hợp với máy Zolo TFB. Hàng dòng các bạn này Zolo thì hàng Trung Quốc cũng có tên tuổi cho bạn tham khảo trong nhiều năm câu rồi các bạn. Đây, con mồi này các bạn, mồi ruồi. Bạn lu có hai size, lu rô phi, chuối, đủ. Con này lu tổng hợp. Đây, đang sẽ cân trọng lượng con mồi này các bạn. Xem. Đây bạn, 8 gram, mồi này trọng lượng 8 gram các bạn nhé. Đấy, 8 gram. Đây, cân nước con mồi này nữa. Này nó rất nhiều màu. Này 6 gram nhẹ hơn. Đấy, nó đang bị gió đẩy nhé. 6 gram các bạn nhé. Và trọng lượng của máy này cân luôn cho bạn là 226 25 gram gì đấy. Cần này chắc 100 gram gì đấy. Đây, đang sẽ cân luôn cần. À, không biết. 110 gram vậy là 336 gram. 336 gram là tổng cả cần lẫn máy, khá là nhẹ các bạn ạ. Khá là nhẹ. Đây máy các bạn, máy thông số tải dây đây các bạn. Máy này là dây số 3 là tải được 235 m, dây số 4 là tải 150 m, dây số 6 là 120 m, 3 vòng bi các bạn nhé. Các bạn nhìn vào 3 vòng bi này. Đây, thương hiệu Zolo, tem ở Zolo, tay quay nhựa. Đấy, lô lô kim loại. Rất hợp lý chứ các bạn. Đang chọn bộ cước này là 100 m các bạn nhé, 100 m câu là ok rồi. Đây, kìm đa năng. Đây các bạn, tháo này là ra vừa, chỗ này là cắt này các bạn, chỗ này gỡ kẹp được luôn. Đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang xin để giới thiệu các bạn bộ cần lu máy đứng full bộ luôn, các bạn về chỉ việc câu thôi. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang xin.